Đây sẽ là video tổng hợp về nguồn gốc của chó Phốc Sóc. Bà nào đang thích giống này thì nhớ xem hết video nha. Chó Phốc Sóc có tên quốc tế là Pomeranian, hay còn được viết tắt là Pom. Đây là một giống chó có nguồn gốc từ châu Âu, xuất hiện vào những năm của thế kỷ 19, xếp vị trí thứ 5 trong những giống chó thông minh nhất thế giới. Bà con họ hàng của những chú chó Phốc Sóc nhỏ nhắn lại là những chú chó Alaska Husky đó mọi người. Tuy vậy, Pomeranian là một giống chó có size khá nhỏ. Các bé sẽ đạt form chiều cao từ 17 cho tới 23cm khi trưởng thành. Nếu tính theo cân nặng thì chỉ tầm dưới 4kg thôi. Đặc biệt, giống chó này tuy nhỏ nhưng bộ lông rất là đẹp. Vì chúng có cấu tạo hai lớp lông, lớp ngoài sẽ là lông cước giúp định hình cho bộ lông và lớp trong sẽ là lông gòn, cho nên lúc nào các bạn cũng sẽ thấy lông của chúng xù ra giống như là một trái banh vậy đó. Ngoài bộ lông thì gương mặt của giống chó này phải gọi là cực kỳ dễ thương. Với cái phần hộp sọ khá nhỏ và phần khung mõm tỷ lệ với hộp sọ rất là cân đối. Khi nhìn vào gương mặt của các bé Bo này, mọi người có cảm giác giống như là một chiếc bánh bao vậy đó. Lúc nào cái mặt các bé cũng nhìn tròn vo rất là đáng yêu. Ngoài ra thì một điều mà mình rất là đam mê ở giống Bo đó chính là cái dáng của các bé rất là đẹp. Và những con chó giá trị càng cao thì cái dáng đứng nó càng đẹp, càng dũng mãnh. Và bà hoàng của làng thần thái sẽ gọi tên những bé Bo, vì giống chó này cơ bản là nó đã có thần thái rất là sang chảnh và sạch sẽ. Đôi lúc cũng có những cái hành động khá là ngáo ộp, nhưng đại đa số những bé Bom sẽ là những đứa cực kỳ sạch sẽ theo mình thấy là vậy. Và đặc tính của giống chó này rất là hay, có nghĩa nó rất là sang chảnh mọi người. Nó sẽ năng nổ hoạt bát trong một cái phạm vi của nó, chứ nó không có quá nhoi hay là không có quá ồn như là giống chó khác. Một cái điểm hay ho ở giống Bom này nữa là mình để ý thấy các bé Bom càng già càng đẹp, không có chuyện càng già càng xấu đâu nha mọi người. Các bé nó sẽ không có bị bạc màu lông nhiều nè, mà dường như càng già thì lông lá sẽ phát triển càng tốt hơn, và những cái bộ phận như là chân cẳng á, càng già thì mình sẽ càng thấy chân to hơn nè. Với điều kiện là mọi người chăm sóc với chế độ tốt nha. Một cú chí mạng để mọi người có thể chọn giống chó Phốc Sóc là giống chó thành thị của thời hiện đại, đó là vì size nhỏ và cái đặc tính của chúng là đặc tính indoor. Nghĩa là các bé được sinh ra để mọi người nuôi gắn bó với con người, gắn bó trong cái môi trường nhà cửa nhỏ, không có cần phải hoạt động hay là có không gian rộng lớn như những giống chó to khác. Tuy nhiên bản chất của các bé vẫn rất là hiền lành, thân thiện, có thể chơi với trẻ em rất tốt. Tất cả đặc điểm trên nó phù hợp với một con chó Phốc Sóc thuần chủng. Và việc chọn mua chó Phốc Sóc nó cũng giống như chọn người yêu gì đó, nếu mà mọi người cứ vội vàng quá là sẽ gặp trap boy trap girl đó nha. Vì cơ bản giống chó này rất là khó chơi, mọi người nhìn một bé chó con không bao giờ biết được các bé sẽ lớn lên như thế nào, mà còn đòi hỏi kinh nghiệm nè và những cái uy tín từ những cái chỗ mọi người đón nữa. Nhớ tìm hiểu thật là kỹ trước khi đón nha. Chúc mọi người sở hữu được một bé chó Phốc Sóc thuần chủng khỏe mạnh và xinh đẹp.